Đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kishinobu nói gian nan mới biết bạn hiền, đâu là bạn, đâu là thù. Ông Kishinobu, em trai nhà lãnh đạo Shinzo, tin rằng Việt Nam và Nhật Bản cùng thuyền, chung một vận mệnh, do đó cần nâng cao hợp tác quân sự quốc phòng lên tầm cao mới, cấp độ mới khi hòa bình ở Biển Đông, Biển Hoa Đông bị đe dọa nghiêm trọng. Thông qua thỏa thuận chuyển giao trang bị, công nghệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, Tokyo sẽ bán những vũ khí và trang bị quân sự gì cho Hà Nội? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu câu hỏi vì sao ông Kishinobu chọn thăm Việt Nam ngay khi vừa nhậm chức. Chúng ta đã biết về chuyến thăm đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu đến Hà Nội cùng lúc với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đối với chuyến thăm làm khách của ông Kishinobu lần này, Tokyo thể hiện rõ lập trường, vừa muốn xích gần hơn với Việt Nam, vừa nhằm làm giảm tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang cùng lãnh đạo cấp cao đất nước đã tiếp đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu, đánh giá cao việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà em trai ông Shinzo chọn thăm khi vừa nhậm chức. Đáng chú ý, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận chuyển giao trang bị công nghệ quốc phòng. Tokyo và Hà Nội trong thời gian tới sẽ phối hợp tích cực trong nhiều lĩnh vực an ninh, quốc phòng, quân sự, đặc biệt là chuyển giao thêm vũ khí tối ưu cho quân đội nhân dân Việt Nam. Theo ông Kishinobu, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và có nhiều tiềm năng, triển vọng trong thời gian tới. Trong bài phát biểu ở Hà Nội hôm 12 tháng 9, ông Kishinobu chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt với Việt Nam và tiết lộ lý do chọn Hà Nội là điểm đến thăm đầu tiên trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản kể về những kỷ niệm đặc biệt với Việt Nam, trải nghiệm cá nhân của ông với đất nước hình chữ S bắt đầu từ gần 20 năm trước khi chính thức tham gia Quốc hội. Ông Kishi đã đi vòng quanh thế giới khi làm việc trong một công ty thương mại. Ông cho biết đã làm việc ở Việt Nam một năm rưỡi từ mùa hè năm 2000. Ông đã đi vòng quanh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ ở lưu vực sông Mekong, Cà Mau ở cực nam của Tổ quốc, vùng ven biển Phan Thiết hay Cao Nguyên Đà Lạt, thậm chí là vùng núi gần biên giới với Trung Quốc. Vào thời điểm chính sách đổi mới của Việt Nam bắt đầu được thực hiện, theo ông Kishi, cảm giác rằng con người và thành phố của đất nước đang bùng nổ và quốc gia Đông Nam Á này đang thực sự phát triển. Ông nhấn mạnh mình từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với đất nước hình chữ S này. Ông Kishinobu kể lại một kỷ niệm không thể nào quên khi còn làm việc ở Việt Nam. Trong một lần giao tiếp với một đồng nghiệp Việt Nam hào phóng và tốt bụng, vào thời điểm đó, hai người có tranh cãi trong công việc. Ông Kishi phàn nàn với đồng nghiệp Việt Nam rằng, tại sao lúc ấy anh lại nói có thể làm được? Đáp lại, người đồng nghiệp Việt Nam chỉ cười và cho hay, anh Kishi, nếu tôi nói rằng tôi không làm được, anh sẽ rất buồn, tôi không muốn thấy anh buồn. Em trai ông Shinzo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tha thứ cho con người dễ mến kia. Người đồng nghiệp Việt Nam không chỉ thiện chí, gần gũi và hài hước mà còn rất chăm chỉ và siêng năng. Ông Kishi cho biết họ hiểu ý nhau, hợp tác vui vẻ và xây dựng mối quan hệ tin cậy, tốt đẹp, ngay cả khi xảy ra bất đồng do sự khác biệt trong suy nghĩ. Việt Nam, nơi tôi đã cùng cộng tác, làm việc chăm chỉ với rất nhiều người, có ý nghĩa rất đặc biệt đối với bản thân. Đây là lý do tại sao tôi chọn Việt Nam là điểm đến trong chuyến du nước ngoài đầu tiên của mình trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ông Kishinobu nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ chuyển giao những vũ khí gì cho Việt Nam? Bộ trưởng Kishi tuyên bố, Tokyo, Hà Nội cùng nhau bước đi như những người đồng chí, cùng nắm tay nhau, cùng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Cho đến nay, các nhà chức trách quốc phòng của Nhật Bản và Việt Nam đã không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc và đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương. Trên khả năng của mình, chúng tôi đã thúc đẩy hợp tác và trao đổi trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước và kết quả mang lại lợi ích to lớn cho cả Nhật Bản và Việt Nam. Bộ trưởng Kishi nêu rõ, theo đó, lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện đang đóng góp vào việc duy trì và củng cố Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Và sự phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, lực lượng luôn được tiếp tục tăng cường hơn nữa khả năng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, trở thành điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Cả Nhật Bản và Việt Nam sẽ hợp tác để giải quyết các vấn đề an ninh khác trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh pháp quyền. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, không chỉ trên phương diện song phương, mà còn với các nước trong khu vực và ASEAN vì lợi ích của tất cả các nước. Bây giờ chúng tôi có một công cụ mới cho quá trình hợp tác quân sự an ninh, đó là thỏa thuận chuyển giao trang bị, công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được ký kết. Ông Kishinobu cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ, trong tương lai, theo thỏa thuận này, hai bên sẽ đẩy nhanh các cuộc thảo luận hướng tới việc thực hiện chuyển giao thiết bị quân sự có giá trị. Chẳng hạn như hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao tàu thuyền tuần tra, đóng góp vào an ninh hàng hải khu vực. Ngoài ra, Nhật Bản và Việt Nam sẽ mở rộng phạm vi hợp tác sang lĩnh vực chưa từng có và các lĩnh vực mới. Điển hình ứng phó với các mối đe dọa trong không gian mạng là một thách thức cấp bách về an ninh toàn cầu. Tháng 12 năm ngoái, ông Kishi đã công bố nỗ lực nâng cao năng lực an ninh mạng với các nước ASEAN. Được biết, phía Nhật có thể đóng cho Việt Nam các tàu tuần tra
Điển hình là lớp tàu ASO dài 79m, ngang rộng 10m, mớ nước 6m, lượng choán nước 1.000 tấn, thân cấu trúc chủ yếu bằng nhôm và thép nên nhẹ. Tàu trang bị 4 động cơ diesel và 4 hệ thống đẩy phản lực nước nên có tốc độ rất cao, gần 60 km/h. Tàu có kèm một xuồng cứu hộ cao tốc dài 7m, một pháo Bofors 40mm phía mũi, súng máy, hệ thống điều khiển hỏa lực cùng thiết bị dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại. Trong khi đó, ở biên chế lực lượng bảo vệ bờ biển ở Nhật Bản, lớp tàu tuần tra lớn nhất là 6.000 đến 6.500 tấn, mang được 1 đến 2 chiếc trực thăng. Tàu mới nhất của loại này là Sunko, hoạt động từ tháng 2 năm 2020, dài 140m, mang được 2 trực thăng, lượng choán nước là 6.000 tấn. Đáng nói, chính phủ Nhật Bản hồi năm 2015 cũng đã từng viện trợ không hoàn lại cho cảnh sát biển Việt Nam 3 tàu tuần tra. Bất ngờ công nghệ từ tên lửa hành trình mới của Triều Tiên vượt qua Iran tiệm cận Mỹ. Trái ngược với những ý nghĩa chính trị, hiện có rất ít nghiên cứu thực sự về tính năng loại tên lửa hành trình của Triều Tiên do Bình Nhưỡng tự nghiên cứu phát triển hay có sự giúp đỡ của các quốc gia khác. Do đó, cần phải xem xét khả năng Triều Tiên có sự hỗ trợ của các lực lượng bên ngoài và đây có thể là Iran. Giữa Triều Tiên và Iran đã có truyền thống trong các hoạt động trao đổi thương mại quân sự. Kể từ khi bùng nổ cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979, Triều Tiên và Iran, những quốc gia luôn bị Mỹ và phương Tây thi hành các biện pháp cấm vận. Mặc dù Iran luôn phủ nhận việc họ mua được KH-55 thông qua Ukraine, nhưng tên lửa hành trình do Iran phát triển sau này gần như là bản sao của KH-55. Iran hiện có hai mẫu tên lửa hành trình tấn công mặt đất chính là Suma và Hovejev. Trong số đó, Suma là mẫu phóng từ xe phóng mặt đất, ra mắt vào năm 2012 và chưa được sản xuất hàng loạt. Còn Hovejev là một phiên bản phát triển từ Suma, ra mắt vào năm 2019. Theo Iran, tên lửa có tầm bắn hơn 1.350 km. Nhìn về ngoại hình, dù là tên lửa hành trình Suma hay Hovejev, thì về cơ bản chúng đều giống với KH-55. Cả hai đều sử dụng động cơ phản lực gắn ngoài và cánh lái đuôi tam giác. Điểm khác biệt chính là tên lửa KH-55 của Liên Xô được phóng từ trên không, tức là không cần động cơ tăng áp. Iran không có oanh tạc cơ hoặc cường kích thích hợp để phóng tên lửa hành trình, vì vậy Soma đã bổ sung thêm động cơ phóng, sử dụng nhiên liệu rắn để phóng từ mặt đất. Về tốc độ bay của tên lửa, dữ liệu chính thức của KH-55 là từ 200 đến 230 m/s. Theo nguồn tin, tên lửa hành trình của Triều Tiên đã bay 1.500 km trong 7.580 giây, tức là tốc độ trung bình khoảng 198 m/s, về cơ bản giống với KH-55. Tên lửa của Triều Tiên có tốc độ thấp hơn nhiều so với tốc độ Mach 0.75 đến Mach 0.95 của các tên lửa hành trình cận âm chủ đạo trên thế giới như Tomahawk, AGM-86, AGM-158 và Storm Shadow. Điều này cũng có thể giải thích nguồn gốc kỹ thuật của tên lửa hành trình của Triều Tiên. Theo dòng thời gian, Iran có được KH-55 và một số dữ liệu kỹ thuật của nó là vào năm 2001, và sau đó họ mất khoảng 10 năm để sao chép ra một tên lửa tương tự, và Iran phải mất thêm 7 năm nữa để sửa đổi, nâng cấp và nội địa hóa các bộ phận quan trọng của tên lửa. Quan sát tên lửa hành trình của Iran và của Triều Tiên đều sử dụng động cơ phản lực cánh quạt nhỏ thay vì động cơ phản lực, và từ các yếu tố từ hình dáng đến động cơ, có thể suy đoán nguồn gốc tên lửa hành trình của Triều Tiên có lẽ nó chính là tên lửa Hovejev của Iran. So với tên lửa hành trình Hovejev, khác biệt lớn nhất của tên lửa hành trình Triều Tiên là động cơ của nó không phải là gắn bên ngoài, mà là sử dụng thiết kế động cơ bên trong, giống như tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Cách bố trí hai động cơ cho thấy ý tưởng thiết kế khác nhau của tên lửa Triều Tiên, một biến thể của KH-55 và Tomahawk. KH-55 được thiết kế phù hợp với việc phóng từ trên không, có nghĩa là kích thước của nó không cần bị giới hạn bởi đường kính của ống phóng. Đồng thời, động cơ lắp ngoài không yêu cầu thiết kế đặc biệt của cửa nạp động cơ và hiệu suất cửa nạp cao hơn so với động cơ lắp trong. Ngược lại, tên lửa Tomahawk của Mỹ ban đầu được thiết kế sử dụng từ ống phóng, từ tàu nổi và tàu ngầm, nên tên lửa thường lưu trữ trong ống phóng. Việc sử dụng động cơ bên ngoài sẽ làm tăng kích thước của tên lửa, không có lợi cho việc bảo quản trên tàu chiến và tàu ngầm. Mặc dù cả tên lửa hành trình Hovejev của Iran và tên lửa hành trình của Triều Tiên đều được phóng bằng các phương tiện phóng trên bộ, nhưng do Iran chưa hoàn thành trong công việc ép động cơ vào thân tên lửa, nên một xe phóng tên lửa Hovejev chỉ có thể chứa được hai ống phóng. Đánh giá từ những hình ảnh liên quan về vụ thử tên lửa hành trình do Triều Tiên công bố, bệ phóng tên lửa hành trình của Triều Tiên sử dụng thiết kế 5 ống phóng, tích hợp nhiều hơn so với hệ thống tên lửa Hovejev của Iran. Nhưng câu hỏi cũng được đặt ra, nếu tên lửa của Triều Tiên được cải tiến trên cơ sở Hovejev của Iran, tại sao Bình Nhưỡng lại sử dụng động cơ có hiệu suất nạp thấp hơn trong động cơ tích hợp, nhưng lại có thể đạt được hiệu quả tốt hơn của tên lửa Hovejev khi tầm bắn hơn 1.350 km? Không giống như Iran, Triều Tiên là quốc gia đã sở hữu vũ khí hạt nhân
Mặc dù mức độ thu nhỏ vũ khí hạt nhân của nước này có thể không cao, nhưng họ có lẽ đủ trình độ nén đầu đạn hạt nhân xuống cỡ đầu đạn tên lửa hành trình. Về mặt kỹ thuật, việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân năng suất nhỏ không khó. Ví dụ, thiết bị nổ mang đầu đạn hạt nhân VK-34 với sức nổ tương đương khoảng 11.000 tấn thuốc nổ TNT do Mỹ phát triển vào giữa những năm 1960, chỉ nặng từ 141 đến 145 kg. Và nếu khối lượng đầu đạn của Triều Tiên giảm từ 410 kg xuống còn 150 kg, nó hoàn toàn có thể đạt được tầm bắn tối đa 1.500 km. Như vậy, với 1.500 km, tên lửa Triều Tiên có thể bao phủ toàn bộ lục địa Nhật Bản. Nói chung, các chế độ dẫn thường được sử dụng cho các tên lửa hành trình tương tự không có gì hơn là dẫn đường quán tính, dẫn đường bằng GPS, dẫn đường so sánh địa hình và cuối cùng là đối sánh hình ảnh hồng ngoại mục tiêu. Phương pháp dẫn đường cổ điển nhất từ bom bay V1 của Đức Quốc xã là dẫn đường quán tính INS, còn dẫn đường tổng hợp là tất cả các phương pháp cộng lại. Còn đối với việc đối sánh hình ảnh hồng ngoại đầu cuối thì càng không thể, đây là công nghệ cao chỉ mới xuất hiện trong những năm gần đây. Ngay cả ở Mỹ, quốc gia mạnh nhất thế giới về khoa học và công nghệ, phương pháp dẫn đường này vẫn đang được thử nghiệm. Sau đó chỉ còn lại dẫn đường GPS. Tuy nhiên, do bản thân Triều Tiên không có hệ thống định vị toàn cầu, nên các quốc gia khác có hệ thống tương tự cũng không thể mở mã quân sự cho họ. Do đó, Triều Tiên rất có thể sẽ sử dụng các thiết bị dẫn đường vệ tinh dân sự của hệ thống GPS Mỹ, GLONASS Nga và BeiDou Trung Quốc để dẫn đường cho tên lửa. Loại thiết bị này có mức độ chính xác rất thấp và có thể được sử dụng miễn phí. Chỉ cần một vài điện thoại thông minh nhập lậu, độ chính xác của các hệ thống này đều ở mức mét, hoàn toàn đủ để cung cấp dẫn đường cho tên lửa hành trình. Vấn đề duy nhất là, theo nhu cầu bảo mật của các quốc gia khác nhau, tọa độ, kinh độ và vĩ độ trên bản đồ mang dựa trên các thiết bị GPS dân dụng này thường được mã hóa nên không thể sử dụng xuyên quốc gia. Triều Tiên vốn không có hệ thống định vị toàn cầu của riêng mình, có thể khó có được tọa độ, kinh độ và vĩ độ thực của mục tiêu mà họ muốn tấn công trong thời chiến. Nhưng tên lửa hành trình của Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân. Vấn đề chính xác đến mức độ mét sẽ không cần thiết, vì sức công phá của đầu đạn hạt nhân là hàng km.